Chưa vào tứ kết, U20 Việt Nam đã lập kỷ lục chưa từng có ở giải châu Á. Được dự đoán sẽ có giai đoạn vòng bảng cực kỳ khó khăn khi rơi vào bảng đấu tử thần với các đối thủ rất mạnh. U20 Việt Nam lại đang tạo nên bất ngờ lớn với hai chiến thắng ấn tượng 1-0 trước Úc và 2-1 trước Qatar. 6 điểm sau hai lượt trận giúp cơ hội vào tứ kết của U20 Việt Nam là rất lớn. Trong lịch sử 9 lần tham dự vòng chung kết U20 châu Á hay trước đây là U19, đây là lần đầu tiên U20 Việt Nam có được khởi đầu ấn tượng là hai chiến thắng như năm 2023. Trước đó, thành tích tốt nhất của U20 Việt Nam chỉ là một chiến thắng và một trận hòa ở hai trận đấu đầu tiên ở vòng chung kết U19 châu Á 2016. U19 Việt Nam khi đó cũng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và cũng chính là lứa cầu thủ đã làm nên lịch sử với tấm vé tham dự vòng chung kết U20 World Cup duy nhất cho tới thời điểm hiện tại. Đó cũng chính là lứa cầu thủ cực kỳ tài năng và hiện đang là trụ cột không thể thay thế của đội tuyển Việt Nam. Có thể dễ dàng kể đến những cái tên như là Quang Hải, Hoàng Đức, Hồ Tấn Tài, Văn Hậu, Tiến Linh hay Bùi Tiến Dũng. Khi đó U19 Việt Nam cũng nằm ở bảng B giống như U20 Việt Nam hiện tại, chung bảng với hai đối thủ lớn tới từ Tây Á là Iraq và UAE, giống như là Iran và Qatar ở năm 2023. Cơ hội lọt vào tứ kết của U20 Việt Nam đang là rất sáng. Chỉ cần có được kết quả hòa trước Iran ở lượt trận đấu cuối, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ chắc chắn có được vị trí nhất bảng B. Khi đó, U20 Việt Nam sẽ chỉ phải gặp đội nhì bảng A ở tứ kết, có thể là Iraq và Indonesia. Chính vì thế, cơ hội có lần thứ hai góp mặt ở vòng chung kết World Cup dành cho độ tuổi U20 của bóng đá Việt Nam lại đang rộng mở. Ngoài kỷ lục kể trên, tiền đạo Cú Việt cũng là cầu thủ đầu tiên của Việt Nam ghi bàn ở cả hai trận đấu đầu tiên ở vòng bảng vòng chung kết U20 châu Á. Kể từ năm 2004, chỉ có hai cầu thủ có được nhiều hơn một bàn thắng ở giải đấu này là Hoàng Thanh Tùng năm 2014 và Nguyễn Quốc Việt năm 2023. Trụ cột U20 Việt Nam tập riêng, nguy cơ bỏ lỡ trận đấu gặp U20 Iran. Chiều ngày 5 tháng 3, U20 Việt Nam đã có buổi tập sau trận thắng trước U20 Qatar. Hậu vệ trụ cột Hồ Văn Cường dường như vẫn chưa bình phục hoàn toàn sau chấn thương. Chiều ngày 5 tháng 3 theo giờ địa phương, đội tuyển U20 Việt Nam đã có buổi tập kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ trước thềm trận đấu gặp đối thủ U20 Iran ở lượt trận đấu cuối. Ở buổi tập này, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chia các cầu thủ thành hai nhóm để tập luyện. Cũng như một ngày sau thi đấu ở lượt đấu trước, các cầu thủ đá chính tập phục hồi bằng những trò chơi vận động vui vẻ với bóng dưới sự chỉ dẫn của trợ lý Celik sau bài khởi động chung. Đáng chú ý ở buổi tập này, hậu vệ Hồ Văn Cường chỉ tập nhẹ nhàng và đứng quan sát đường pitch. Ở trận đấu gặp U20 Qatar, Văn Cường đã có pha va chạm với thủ thành đối phương và phải rời sân bằng cáng ở phút 41. Ở buổi này, các cầu thủ dự bị hoạt động với cường độ cao hơn. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn yêu cầu các học trò thực hiện các bài tập phối hợp và di chuyển trong phạm vi hẹp. Phát biểu trước giới truyền thông về trận đấu quan trọng sắp tới, hậu vệ Hồng Phúc của đội tuyển U20 Việt Nam bộc bạch: toàn đội sức khỏe đã ổn, Văn Cường đã được đưa đi bệnh viện chụp chiếu, tình hình sức khỏe không sao cả. Sau trận đấu với U20 Qatar, toàn đội sau khi về nghỉ ngơi vui vẻ với chiến thắng, nhưng phải tập trung cho trận đấu tới. Ngoài ra, hậu vệ của U20 Việt Nam khẳng định U20 Iran là một đội bóng mạnh, nhưng toàn đội đặt quyết tâm cao là giành chiến thắng trước đối thủ khó chơi này. Ở trận đấu với U20 Iran, nhiều khả năng hậu vệ Văn Cường sẽ chưa thể xuất phát trong đội hình chính thức. Về phía U20 Việt Nam, chỉ cần có một điểm ở cuộc chiến cuối cùng, đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ chính thức giành quyền đi tiếp với ngôi nhất bảng. Trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Iran sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 7 tháng 3. U20 Việt Nam cùng Indonesia tạo nên đại chiến Đông Nam Á ngay ở tứ kết. Với kết quả hiện tại, không loại trừ khả năng U20 Việt Nam sẽ gặp U20 Indonesia ở vòng tứ kết của giải U20 châu Á 2023. Sau hai lượt trận, cửa đi tiếp của U20 Việt Nam đang là rất sáng. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn hiện đang dẫn đầu bảng B với 6 điểm tuyệt đối sau hai chiến thắng ấn tượng trước Úc và Qatar. Vì thế chỉ cần một điểm ở lượt đấu cuối gặp Iran, U20 Việt Nam sẽ chắc chắn có ngôi đầu bảng B. Trong khi đó ở bảng A, U20 Indonesia hiện tại đang xếp ở vị trí thứ 3 bằng điểm với U20 Iraq. Ngôi đầu bảng đã được nắm giữ bởi U20 Uzbekistan với hai trận toàn thắng cùng 6 điểm. Tuy nhiên, cơ hội đi tiếp vẫn còn nguyên với cả 4 đội bóng ở bảng đấu này. Vì thế vẫn có cơ hội để U20 Indonesia có được ngôi nhì bảng A. Khi đó, đối thủ của họ ở tứ kết nhiều khả năng sẽ là đội nhất bảng B, U20 Việt Nam. Đây cũng là hai đại diện Đông Nam Á duy nhất vượt qua được vòng loại và tiến tới vòng chung kết U20 châu Á để tranh tài với những đội bóng hàng đầu khu vực. Đây sẽ là cơ hội để U20 Việt Nam trả món nợ đã vay ở giai đoạn vòng loại. Khi đó, U20 Việt Nam đã để thua Indonesia 2-3 ở lượt trận đấu cuối bảng F và chỉ có được vị trí nhì bảng. Rất may U20 Việt Nam vẫn lọt vào vòng chung kết U20 châu Á với tư cách là một trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Nếu kịch bản này diễn ra thì đây sẽ là cuộc đối đầu vô cùng thú vị của khu vực Đông Nam Á. Nếu đánh bại Indonesia ở tứ kết, dĩ nhiên U20 Việt Nam sẽ có mặt ở bán kết, đồng nghĩa với tấm vé tham dự vòng chung kết U20 World Cup 2023. Tuy nhiên, nếu thua, cơ hội đá World Cup là vẫn còn với thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khi Indonesia chính là nước chủ nhà của giải đấu quan trọng này. Cụ thể, nếu U20 Indonesia vào tới bán kết, khu vực châu Á sẽ có thêm một suất tham dự vòng chung kết U20 châu Á 2023. Khi đó, 4 đội bị loại ở tứ kết sẽ bốc thăm chia cặp đá playoff và tìm ra cái tên cuối cùng. Tuy nhiên, trước hết mục tiêu của U20 Việt Nam vẫn phải là ngôi nhất bảng A. Báo Trung Quốc giật tít U20 Việt Nam là ứng cử viên giải trẻ châu Á. U20 Việt Nam là ứng viên vô địch giải U20 châu Á, tiến sát đẳng cấp của Nhật Bản. Tờ PP Sports giật tít như vậy sau khi chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của U20 Việt Nam ở vòng chung kết U20 châu Á 2023. Tờ báo của Trung Quốc nhận định, bảng B được đánh giá là bảng tử thần ở giải U20 châu Á, nhưng U20 Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ, họ đã đánh bại các đội bóng ở trình độ cao hơn. Lối chơi của U20 Việt Nam khá giống với Nhật Bản, họ có kỹ thuật vượt trội, khả năng chuyền bóng và di chuyển rất tốt. Các cầu thủ phối hợp ăn ý. Dù không có tỷ lệ kiểm soát bóng tốt, nhưng đội bóng này chơi phản công sắc sảo. Giờ đây, U20 Việt Nam được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch với trình độ đào tạo trẻ và lối chơi tiếp cận Nhật Bản. Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của U20 Việt Nam, tờ báo Trung Quốc lại tỏ vẻ quan ngại về tương lai bóng đá trẻ nước nhà. U20 Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ, còn U20 Trung Quốc bị đánh giá là đội bóng có kỹ năng kém nhất giải đấu. Khi nào bóng đá Trung Quốc mới chạm đáy đây? Giờ đây, chúng ta chẳng có hy vọng nào cả. Bóng đá Việt Nam đã phát triển rất rõ rệt. Thành tích của đội U20 Việt Nam ở giải U20 châu Á là rất tốt. Dù nằm ở bảng đấu rất mạnh, nhưng họ vươn lên hạ gục U20 Qatar lẫn U20 Australia. Với đà này, nếu U20 Việt Nam đánh bại nốt U20 Iran cũng không phải khó hiểu. Họ đang được đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch giải đấu. PP Sport viết trong một bài báo khác. Một số trang báo nổi tiếng khác của Trung Quốc như Sohu đều có những bài viết ca ngợi về màn trình diễn của U20 Việt Nam ở vòng chung kết U20 châu Á 2023. Họ cho rằng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã xây dựng U20 Việt Nam một lối chơi khoa học, kỷ luật và linh hoạt dù không có được thể hình tốt. Người hâm mộ châu Á khen ngợi U20 Việt Nam hết lời. Cổ động viên châu Á dành nhiều lời khen cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sau trận đấu với U20 Qatar tại vòng chung kết U20 châu Á 2023. Sau chiến thắng trước U20 Australia, U20 Việt Nam có được lợi thế tâm lý lớn trước khi bước vào trận đấu thứ hai gặp U20 Qatar. Được đánh giá cao hơn thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nên đội bóng đến từ Tây Á tạo ra được thế trận lấn lướt ngay từ đầu. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi ở phút bù giờ thứ hai của hiệp 1, Cú Việt đã tỏa sáng để mang về bàn thắng mở tỷ số cho U20 Việt Nam. Bước sang hiệp 2, U20 Qatar có được bàn thắng gỡ hòa trên chấm 11m. Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ khi Văn Trường có bàn thắng đánh đầu ngược ở phút thi đấu chính thức cuối cùng để giúp U20 Việt Nam giành trọn vẹn 3 điểm. Sau chiến thắng ấn tượng trước cựu vương U20 Qatar, các cổ động viên Đông Nam Á đã dành nhiều lời khen cho Khuất Văn Khang và các đồng đội. Một cổ động viên có tên tài khoản là Kesiaki sau khi xem hết hiệp 1 đã tự tin về một tấm vé đi tiếp cho U20 Việt Nam. Tôi thấy rằng sự cạnh tranh trong nhóm này có vẻ rất khó khăn, nhưng dường như Việt Nam đã xác nhận tấm vé đầu tiên vượt qua vòng bảng. Một tài khoản từ Philippines cũng dành lời khen cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Việt Nam bị Qatar dồn ép khá lớn, nhưng phải đến khi Cú Việt chuyển hóa thành công bàn thắng thứ hai của giải mới giúp Việt Nam ghi bàn thắng quyết định để khai thông thế bế tắc. Có vẻ như Việt Nam đang rất thoải mái với những sơ đồ phản công và củng cố tuyến phòng thủ để đẩy sự kiên nhẫn của Qatar đến giới hạn. Làm tốt lắm Việt Nam, những lời động viên đến từ Philippines. Tôi ngạc nhiên với tâm lý U20 Việt Nam đang mạnh mẽ lên từng ngày, tưởng chừng như họ sẽ vào vòng trong, còn Indonesia dường như chưa sẵn sàng cho giải đấu này. Chúc mừng các bạn Việt Nam của tôi. Một cổ động viên có tên là Hasri Abba bày tỏ sự tin tưởng vào U20 Việt Nam. Việt Nam đã chắc chắn như thế nào trước Úc và Qatar, chắc mọi người cũng đã thấy. Họ là ngựa ô của giải đấu và họ sẽ đi xa ở giải đấu lần này và có thể là một kỳ tích tiếp theo sau Thường Châu mà các cầu thủ trẻ Việt Nam tạo nên. Cổ động viên Makio Nhật Bản chia sẻ như vậy. Với việc U20 Iran bị U20 Australia đánh bại ở trận đấu sớm, U20 Việt Nam vẫn chưa thể chính thức giành lấy tấm vé đi tiếp. Tuy nhiên, những chiến binh sao vàng đang có cơ hội rất lớn để giành vé đi tiếp khi chỉ cần một điểm trước U20 Iran ở lượt trận đấu cuối cùng là kết thúc vòng bảng với ngôi đầu bảng.